Chúng ta đều biết rằng vũ trụ là một nơi rộng lớn chứa đầy những điều bí ẩn, khiến cho chúng ta phải kinh ngạc. Từ các hành tinh đến các ngôi sao, thiên hà và các cụm thiên hà đang mở rộng với quy mô ngày càng lớn. Trong video này, chúng ta sẽ phải ngạc nhiên trước một số kỷ lục trong vũ trụ. Đây mới chỉ là những gì mà con người phát hiện được và có lẽ rằng chúng ta sẽ cảm thấy thật khiêm tốn trước khả năng tạo ra các thực thể có kích thước và sự hùng vĩ đáng kinh ngạc của vũ trụ. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, ngoại hành tinh lớn nhất. Hành tinh lớn nhất được phát hiện cho đến nay là Beta Centauri BB, nặng gấp 10 lần sao Mộc. Quỹ đạo của hành tinh này là một trong những quỹ đạo rộng nhất chưa được khám phá, lớn hơn 100 lần so với khoảng cách giữa sao Mộc và mặt trời. Nó quay quanh một cặp sao cực nóng khổng lồ, một môi trường được cho là quá khắc nghiệt không thể hình thành hành tinh. Nhưng sự hình thành và tồn tại của hành tinh Beta Centauri BABB lại chứng tỏ điều ngược lại rằng các hành tinh có thể cư trú trong các hệ sao khổng lồ hơn nhiều so với những hiểu biết trước đó. Thứ hai, ngôi sao lớn nhất. Chắc hẳn các bạn đều đã biết đến ngôi sao Uiscuti, được cho là ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ trong nhiều năm. Nhưng bây giờ, danh hiệu đó hiện thuộc về Stevenson 218. Stevenson 218 thực sự rất khổng lồ, với bán kính ước tính gấp 2.150 lần kích thước của mặt trời, nếu so với Uiscuti là 1.700 lần. Nếu chúng ta có thể thay thế mặt trời với ngôi sao khổng lồ này, nó sẽ dễ dàng nhấn chìm quỹ đạo của trái đất, sao hỏa, sao mộc và thậm chí là sao thổ. Ngôi sao khổng lồ này là một phần của một cụm tương đối nhỏ, có tên là Stevenson 2, nằm cách trái đất khoảng 20.000 năm ánh sáng. Cụm sao này cũng chứa 26 sao siêu khổng lồ màu đỏ khác đã được xác nhận. Ngôi sao Stevenson 218 còn rất trẻ, khoảng 14 đến 20 triệu năm tuổi, và theo dự đoán, Stevenson 218 thậm chí có thể tiếp tục phát triển lớn hơn. Và tất nhiên, kích thước của các ngôi sao chỉ là ước tính, dựa trên các phép đo từ những khoảng cách rất xa, và vì vậy, chúng ta sẽ phải đợi cho đến khi các nghiên cứu sâu hơn được hoàn thành để tìm hiểu xem liệu Stevenson 218 có thực sự là vua của các ngôi sao hay không, hay còn có một ngôi sao khác lớn hơn. 3. Tinh vân lớn nhất. Tinh vân lớn nhất được biết đến là vùng hình thành sao hoạt động mạnh nhất trong vùng lân cận thiên hà địa phương của chúng ta. Tinh vân Tarantula trải dài hơn 1.800 năm ánh sáng ở khoảng thời gian dài nhất của nó, còn được gọi là 30 Doradus. Vật thể này nằm cách trái đất 170.000 năm ánh sáng, trong đám mây Magellan lăng lớn, một thiên hà vệ tinh nhỏ quay quanh dải ngân hà của chúng ta. Tarantula này là một vườn ươm sao, nó chứa khoảng 500.000 ngôi sao và có lõi dày đặc bao gồm một số ngôi sao lớn nhất trong vũ trụ. Các nhà nghiên cứu cho biết chính những siêu sao này có thể chứa khối lượng gấp 100 lần mặt trời. 4. Khoảng trống lớn nhất. Khoảng trống Bootes hay khoảng trống khổng lồ là một khu vực rất lớn có dạng gần cầu, chứa rất ít thiên hà. Nó nằm ở vùng lân cận của chòm sao Bootes. Khoảng trống Bootes có đường kính khoảng 330 triệu năm ánh sáng, chiếm khoảng 0,27% vũ trụ quan sát được. Nó là một trong những khoảng trống lớn nhất được chúng ta biết đến trong vũ trụ và được ví như là một siêu khoảng trống. Nó được khám phá bởi Robert Kirschner và đồng nghiệp vào năm 1981 khi đang nghiên cứu về hiện tượng dịch chuyển đỏ trong vũ trụ. Trung tâm của khoảng trống Bootes cách trái đất xấp xỉ 700 triệu năm ánh sáng. Các nhà thiên văn học sau đó đã khám phá ra rằng khoảng trống này có chứa một vài thiên hà và tính đến năm 1997, chỉ có tổng cộng 60 thiên hà được tìm thấy trong khoảng trống Bootes. 5. Thiên hà lớn nhất. Rộng 16,3 triệu năm ánh sáng, thiên hà Alcyone Onius có đường kính rộng gấp 160 lần dải ngân hà và gấp 4 lần so với thiên hà mang ký hiệu IC1101, trải dài 3,9 triệu năm ánh sáng. Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên phát hiện ra thiên hà khổng lồ này sau khi nghiên cứu dữ liệu được thu thập bởi mảng tần số thấp LOFA, một mạng lưới được thực hiện bằng cách kết nối khoảng 20.000 kính viễn vọng vô tuyến, phân bố trên 52 địa điểm ở châu Âu. Sau khi xử lý dữ liệu để chỉ phát hiện các thủy vô tuyến lớn và khoách tán, họ đã tình cờ phát hiện ra cấu trúc khổng lồ này. Các nhà thiên văn học vẫn đang bối rối không hiểu vì sao mà thiên hà này lại sở hữu kích thước khổng lồ như vậy, nhưng họ đang điều tra để có một số lời giải thích tiềm năng. Một khả năng là môi trường xung quanh của thiên hà có mật độ thấp hơn bình thường, cho phép các phản lực của nó mở rộng trên quy mô chưa từng có. Một lời giải thích khả thi khác là
Ansei Onius tồn tại bên trong một sợi tơ của mạng vũ trụ, một cấu trúc khổng lồ và ít được hiểu biết của khí và vật chất tối liên kết các thiên hà. 6. Hố đen lớn nhất. Ton 618 từng được cho là lỗ đen lớn nhất trong vũ trụ, có khối lượng gấp 66 tỷ lần khối lượng của mặt trời, khiến nó trở thành một trong những thiên thể đơn lẻ nặng nhất trong vũ trụ, lớn hơn nhiều so với khối lượng của một số thiên thể nhỏ và thiên hà trung bình. Thiên hà nhỏ nhất được biết đến là Segre 2 và ton 618 nặng hơn 100.000 lần. Tuy nhiên, ton 618 không còn là lỗ đen lớn nhất được biết đến, mà danh hiệu đó thuộc về SDS-SRI-07373-9.96-384413.2. Hố đen này có khối lượng gấp tới 104 tỷ lần mặt trời. Có rất ít thông tin về hố đen này, chúng ta chỉ có thể đoán rằng khối lượng của nó lên tới 104 tỷ lần khối lượng của mặt trời và có đường kính khoảng 2053 đơn vị thiên văn, tương đương với 307 tỷ km. Với lý thuyết hiện tại của nhân loại, hoàn toàn không thể giải thích được cách mà hố đen này được sinh ra. 7. Giám thiên hà lớn nhất. Năm 2010, các nhà thiên văn sử dụng kính viễn vọng không gian Fermi đã phát hiện ra những cấu trúc khổng lồ xuất hiện từ dải ngân hà. Những đống màu khổng lồ này chỉ có thể được nhìn thấy trong một số bước sóng ánh sáng, được gọi là bong bóng Fermi, cao tới hơn 25.000 năm ánh sáng, tức bằng 1/4 chiều rộng của dải ngân hà. Các nhà nghiên cứu tin rằng các bong bóng này là kết quả của một cơn điên cuồng kiếm ăn cổ xưa mà lỗ đen trung tâm của thiên hà chúng ta đã trải qua, dẫn đến nguồn năng lượng khổng lồ. 8. Liên kết hấp dẫn lớn nhất. Trở lại khi vũ trụ mới chỉ bằng 1/10 so với tuổi hiện tại, 14 thiên hà bắt đầu va chạm vào nhau và tạo thành thực thể vũ trụ liên kết hấp dẫn khổng lồ nhất được biết đến. Thực thể này được đặt tên là Protocluster SPT-2349-56, bị ép lại với nhau. Trong một không gian chỉ lớn gấp 3 lần thiên hà Milky Way của chúng ta, những thiên hà này cuối cùng sẽ kết hợp thành một thiên hà duy nhất, có khối lượng gấp 10.000 tỷ lần mặt trời. Các quan sát bổ sung đã tiết lộ rằng có khoảng 50 thiên hà khác bao quanh cấu trúc, chúng sẽ kết tụ thành một vật thể khổng lồ, được gọi là một cụm thiên hà, trong đó nhiều thiên hà quay quanh nhau. 9. Siêu cụm thiên hà lớn nhất. Nhà thiên văn học Halo Sapley đã phát hiện ra một siêu cụm thiên hà khổng lồ vào những năm 1930 mà hiện nay mang tên ông. Chứa hơn 8.000 thiên hà và có khối lượng gấp hơn 10 triệu tỷ lần mặt trời, siêu tập trung Sapley hoặc tập trung Sapley là nơi tập trung nhiều thiên hà nhất trong vũ trụ gần đó của chúng ta, tạo thành một đơn vị tương tác hấp dẫn, từ đó kéo chúng lại với nhau thay vì mở rộng với vũ trụ. Nó xuất hiện như một sự quá mức đáng kinh ngạc trong việc phân phối các thiên hà trong chòm sao Nhân Mã. 10. Siêu lớp lớn nhất. Dải ngân hà của chúng ta chỉ là một thành viên nhỏ bé của một bộ sưu tập khổng lồ, gồm các thiên hà, được gọi là siêu lớp Laniakea. Mặc dù nó không có ranh giới chính thức, nhưng các nhà thiên văn ước tính rằng nó chứa khoảng 100.000 thiên hà, với tổng khối lượng gấp khoảng 100 triệu tỷ lần mặt trời và trải dài hơn 520 triệu năm ánh sáng. 11. Cụm chuẩn tinh lớn nhất. Các vật thể siêu sáng được cung cấp năng lượng từ lỗ đen ở xa được gọi là chuẩn tinh. Chúng vốn dĩ đã rất lớn, nhưng đôi khi chuẩn tinh có thể kết hợp với nhau thành từng cụm. Với chuẩn tinh lớn nhất được đặt tên theo hình tượng là HLQG, dành cho nhóm chuẩn tinh lớn, chứa tới 73 chuẩn tinh và khối lượng ước tính khoảng 6,1 tỷ tỷ lần khối lượng mặt trời. Cụm chuẩn tinh khổng lồ này được cho là có chiều dài 4 tỷ năm ánh sáng ở khoảng thời gian lớn nhất của nó. Và cuối cùng, thực thể lớn nhất trong vũ trụ. Bằng cách lập bản đồ vị trí của các vụ nổ tia gamma, những vụ nổ thoáng qua nhưng mạnh mẽ xảy ra khi một ngôi sao lớn chết, các nhà thiên văn đã khám phá ra thứ được coi là thực thể lớn nhất từng được biết đến trong vũ trụ. Có tên là Hercules Corona Borealis Great War. Nó lớn đến nỗi ánh sáng phải mất khoảng 10 tỷ năm để di chuyển khắp cấu trúc này. Theo quan điểm, vũ trụ chỉ mới 13,8 tỷ năm tuổi và có thể chứa hàng ngàn tỷ thiên hà. Vạn lý trường thành này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2013, khi các cuộc khảo sát cho thấy tia gamma đặc biệt tập trung cách xa khoảng 10 tỷ năm ánh sáng, theo hướng của các chòm sao Hercules và Corona Borealis. Đó cũng là một câu đố về cách mà cấu trúc lớn này ra đời. Một bài báo năm 2013 từ Discovery News đã chỉ ra rằng cấu trúc này dường như đi ngược lại nguyên tắc vũ trụ học hoặc cách vũ trụ hình thành và phát triển. Cụ thể, nguyên tắc này nói rằng
vật chất phải đồng nhất khi được nhìn ở quy mô đủ lớn. Tuy nhiên, cụm này lại không đồng nhất. Ngoài cấu trúc này, còn có các cấu trúc khác như vạn lý trường thành Sloan và nhóm chuẩn tinh khổng lồ, vân vân, dường như vi phạm sự đồng nhất phổ quát và có thể có những cấu trúc khác có thể lớn hơn. Và bí ẩn này, chỉ có thời gian mới trả lời được.